Hello, xin chào các bạn. Nay mình mới lấy được một cặp chậu này các bạn. Đây là một cái chậu cổ nha các bạn, còn nguyên luôn, không nứt, không mẻ, không gì hết. Đó, đây là cậu lục giác, miệng lọt lòng chắc ba mấy các bạn. Đó, các bạn nào mình đây quay kỹ trong ruột cho các bạn xem nè. Đó, không nứt, không mẻ, không gì hết, không răng tóc luôn. Đó, các bạn thấy nè, đó, chữ tàu. Chậu này mình mới giao lưu được vậy. Đó, mình mua mấy cái chậu bây giờ là còn nguyên vẹn nha các bạn. Hai chậu này còn nguyên vẹn nha, một cái lát mình quay cho các bạn xem. Đó, đây chữ nè. Đây các bạn, cái này là nó dính đâu ở trong lò hay gì các bạn nha. Hồi đó chắc mấy cái chậu này nó nung rồi nó dính nè, để nó dính nè. Đó, hiện tượng nó còn luôn các bạn. Đó, quay kỹ với các bạn coi nè. Đó, không răng, không tóc, không gì hết ở dưới đây đó, các bạn thấy nè, thấy chưa, không bị gì hết, còn nguyên zin trên mạng quay xuống. Đó, cái gan mình nè các bạn, nó khoảng phủ bì chắc có 40 quá, phủ bì 40 các bạn, lọt lòng chắc ba mấy à. Đó, rồi một cái các bạn. Đó, cái này còn riêng luôn, riêng quay những cái dắt mình cho các bạn xem nè. Đó, không có gì hết luôn. Rồi, đây cái và cái này thì nè, cái này nó có răng tóc ở chỗ này nè, có cái này đó, mà cái này không đến nỗi, cái này nó có chừng gan không, nó hơi làm như cũng hơi không bạc con tóc nữa, mình lấy keo đó, mình xịt nó lại, nó có dấu vết đen đen các bạn. Đó, bạn thấy không, ở trên nè. Đó, các bạn thấy. Đó, đây là lục giác, còn đây là bát giác nha các bạn. Cái chậu này là chậu lục giác nè, chậu này chậu bát giác. Đó, các bạn thấy không, cái màu men đó nè, ở dưới nè, quay hết dưới kỹ cho các bạn xem nè. Đó, không răng, không tóc, không gì hết. Đây là không, hai cái chậu này còn liền kích luôn. Này là chậu cổ nha các bạn, chậu xưa nha. Đó, mình mua rất, cái này rất là đắt. Những cái chậu mà chậu nứt các bạn, chậu nứt mà mẻ dán lợi á, giá nó bằng, thí dụ cái chậu này mình nói đơn giản thôi, chậu này 100.000 đi, thì cái chậu nứt mà giá lợi 25.000 à, là không ai mua luôn. Tại vì nếu người ta chơi á, ta chơi mà chậu nứt, chậu bẻ người ta đâu chơi, đúng không? Cái chậu này nè, các bạn thấy nè, còn riêng nguyên luôn lục giác. Đây, cái miệng thì nói chung là nó với cái chậu này nó ngang ngang theo các bạn. Đó, quay trên xuống các bạn, cái này cái gì mình nói nè, nó có mình chích xíu ở chỗ này nè, hơi răng, nó răng răng mà không biết mình răng lò hay răng mẻ hay sao, ở trên miệng là còn nguyên riêng luôn, nó không mẻ không gì hết. Đó, hai cái bạn thấy không. Rồi, một cặp này các bạn, cặp riêng này á, mình bán là cặp này á, mình bán là một cặp này á các bạn, là mình bán một cái là cái này 6.500.000 nè, còn cái dưới là 7 triệu, cái trên là 6.500.000, cái dưới 7 triệu. Đó, rồi đây cái các bạn, cái này cái miệng thì nè các bạn đo nè, một gan nè, hai gan, cái bữa lọt lòng cái này á là khoảng 6 tấc mấy á các bạn, đó, thấy không? Nhưng mà chậu này nó bị ra nè các bạn, nó bị răng nè các bạn, răng nè, răng từ đây nè, răng qua đây luôn nè. Đó, cái chậu này rất là lớn,
ba con rồng các bạn, nè ba con rồng nè, đây một con rồng nè, không, đây hai con, đây ba con, đó, coi, 1, 2, 3, 4 rồng các bạn, đó nó chỉ cái răng đây đây, đây răng đây, nó không mất thịt nha các bạn, đó cái miệng ở đây, đó cái chậu này các bạn soi, cho hai cái chậu này mình quay hết rồi. Cái chậu này mình bán 5,5 triệu, đó 5,5 triệu, cái miệng này rất lớn, nó đo gan mình nè các bạn, 1 gan, 2 gan, 3 gan, cái chậu này nó khoảng 7 tách, thủ bì 7 tách, để mình lấy cái thước mình đo luôn các bạn, lấy thước mình đo luôn, đó để các bạn xem, lấy thước mình đo cho các bạn xem nè. Sẽ đo luôn các bạn, đo cái thước luôn, đo cho chính xác đi ha. Đây ba cái chuột cổ này nó rất đây 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 là các bạn thấy không, là cái miệng hũ bì nó là 65, lọt lòng nó là 55, cái chiều cao nó là 30 35, rồi đó một cái này là 5,5 triệu nha các bạn, đó còn cái này nè hũ bì 49, lọt lòng nó đây là 33, đó các bạn, còn cái chiều cao của nó các bạn, chiều cao nó là 17, rồi cái dưới các bạn, nè cái dưới nào các bạn là 37, không, cũng vì chiều cao nó là 23, 22, đó. Thì mình nói đây, mình nói sự thật là chân tình là cái cây mấy cái này mình giao lưu đó, cái giá này, cái này là 7 triệu nè, cái này 6,5 triệu nè, còn có đó 5,5 triệu, ba cái bây giờ kiếm không có ra các bạn, có nhưng mà mẻ bể rồi lủng rồi giá tùm lum, còn mấy cái chậu mình là chậu nguyên, cái nguyên bởi vậy mình nói cái nguyên đó các bạn 100 ngàn, mà cái mà nứt mẻ hoặc dán lợi á nó có 25 ngàn thì ta không chơi nữa. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn.